Rồi xin mời quý vị bước xuống. Hôm nay xin chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ leo lên cái chiếc xà lan này để đi giăng lưới nha quý vị. Đó, đây 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 đây, cô thôn nữ miền Tây, cô Út Bến Tre nghe quý vị. Xuống đây. Bữa nay quý vị sẽ theo chị Quý trải nghiệm. Á, à, chị Quý bước xuống cái xà lan nó muốn chìm luôn quý vị. Tại Ngân nữa, lẹ đi Ngân ơi. Chị ơi, ngồi xuống cho an toàn. Đây là kênh của chị Quý, cho nên là chị Quý sẽ xuất hiện 99%. 1% còn lại là tươi. Bây giờ chị Quý chỉ nằm sẵn rồi đó quý vị. Chui qua cây cầu. Rồi chị Ly, ơi giỏi, té Ly ơi. Quá tuyệt vời. Đây là chôm lý qua cầu nghe. Là văng xong đáo lại dở là ok luôn, quá đẹp. Ồ, văng này hơi thẳng rồi chị Ly. Không phải, đây nè, đang định. Vâng. Đây quý vị. Bởi vậy bữa nay cái công việc nó đơn giản, đó là đẩy chiếc xà lan cho chị Ly giăng lưới. Cho nên những cái đơn giản mình để cho chị Quý đẩy đó quý vị. Mình cầm máy thôi. Đó. Thấy chưa quý vị, phụ nữ Bến Tre dùng giò lái ghe, không có dùng cái cây sào làm gì hết trơn hết trọi á. Nãy giờ ô dính cá ở nghe quý vị, không biết nãy nghe cái tủm á đó. Xong vậy là chị lấy cái giò của chị á quý vị, đó chị bẻ bánh lái đó. Chị có thể dùng cái giò chị lái ghe khoảng được bao xa chị Ly? Ghe đi tới đâu thì lái. À, chú cháu mà ơi, mấy người đi chài này cũng lái vậy không? Đúng rồi đi. Rồi chị Quý đừng chống nữa, để chị Ly lấy cái giò lái. Không có. Giục cái giò. Ủa vậy thôi. Lái xong về là hai cái giò nó vô nhau luôn. Nãy em nghe cái tủm á. Quý vị thấy bèn rồng chưa quý vị? Nè, thu lại cho xem nè. Thế nào cũng có cá lóc à. Đó. Nè. Hồi ôi. Đếm cây bao nhiêu con cá lóc rồi chị Ly? Chị đếm cây nhiêu con? Ai biết gì nữa. Qua Ly. Em chắc không qua được, chứ nghĩ qua chắc dướng xà. Ê, nước cạn nè, cá nó nhảy lên trên ruộng nè quý vị. Nè. Cá này không biết con cá gì nữa nè. Đó. Cái gì nhỉ? Cá mè dinh hả? Cá chích chích gì nữa, ụt quá chừng luôn nè gì. Đó. Xíu nữa mình xíu nữa khi chị Ly dưới qua này chứ mò. Cá gì Ly? Cá nó lãi lắm luôn á. Cá gì Ly? Mình bắt ốc. Một cái rô cái gì Ly ơi. Thôi, lấy gì đựng ta. Vô thả nó vào đi, hồi như cầm hồi bỏ xuống thuyền. Hồi xuống đây.
bỏ đây nè Ly, góc này nè, đâu không có nhảy đâu. Cái gì Ly? Ốc phi. Cũng vậy ta. Ừ. Ngồi đi. Ờ ha, Như mà xuống này mò nè Như. Ôi, ngay ta không mò mà đó, ta mất đi. Trời ơi. Đang đưa cái đâu thì rửa rửa sạch đi bên cạnh chứ. Rửa sao rửa? Rửa có con hả? Ê, cái con chả tâm nó chạy ra. Đấy, chị quăng cái con hả chị? Chị đưa cái. Ở cái đó hồi em vô. Ở cái này hồi vô thả với mang của chị á. Chứ rồi. Ủa cái gì chứ chứ không thấy chưa? Nãy tôi nói tôi thấy cá rồi cái gì chứ tôi. Đâu rồi, chị mới quăng đây con đâu rồi? Không, con ốc á Như. Ốc có phi. Phi không có phi nó ruộng mà nuôi gì nha. Còn hôm nay nhóc luôn nè. Trời ơi chị Ly ơi, mình không có phải bắt ăn đâu cái gì, mình bắt mình nuôi. Cà chị Ly, chị thấy con cá nó nhảy lên bờ không? Ừ. Chị kìa. Bụng đó. Đó, ở cá chẽm, nghe mày rảnh. Đó là bị cua cắn rồi. Vậy hả? Cua nó cắn gì nó ăn luôn, để cho nằm vậy đó. Tặng cho quý vị món quà. Ui chụp nếp còn xa. Đấy. Về nuôi nè. Đem về nuôi chứ không phải ăn đâu nha. Rồi nói tận diệt đi. Quý Hà. Rồi. Đó. Ui chú bà ơi. Có trái bình bát rồi quý ơi. Lâu ở đâu thôi? À thấy. Ôi cá này nhóc luôn. Hòn nó tát, nó hòn ly ra nó tát. Trời ơi, cái bát chín rồi. Hơi bị rầy chút xíu nha quý vị. Ăn thanh long ngon lắm á Như. Ừ, ăn đi rồi chết. Ôi, đây một đụm nữa nè, nhưng mà chưa chín. Cái này chút vô dòng nước đá ha. À, nhìn bà nội. Hả? Trời, em hái thì em ăn chứ không phải chị ăn. Đâu? Tôi vớt tụi con nè. Trời ơi, đó quý vị. Vì mình nuôi đó các bạn. Cái này nhỏ của mà ta. Chị không bắt cò nó ăn, nó cũng ăn à. Dạ. Cò nó xuống thì nó cạn á. Có cá rô nè. Đâu? Cá rô nhỏ nè. Ờ. Thì cá rô là mùa này là nó, mà chị không bắt nè. Hay quá Ly ơi. Chị quý tay nghề cao siêu. Ôi, cái con đây chị. Thôi chị đưa đây mấy cái nó quay nè chị. Các bạn ăn tăng châu không? Mấy hồng hộp tăng châu nè. Thấy không? Tăng châu á. Ờ quá là tăng châu luôn, mỗi lần hớ vớt cái đó là ốc phải không? Miếng rồng á. Nè chị Ly, nè. Để coi kìa. Cá rô. Chưa nghe. Đó. Trời ơi, chính là hai con. Chết rồi. Chị quý tay nghề cao quá nên chị xúc. Nè, cái sặc nữa. Nói từ từ thôi, đừng có nói nhọng, nói liệu cái nó ấy nha, cá sặc nha. Cá bự kìa đi ơi. Hay quá. Trời ơi bắt con cá mà để nhảy ra nhảy vô vậy trời. Cũng cỡ ơi, cô hai thôi. Em nhảy ra nhảy vô là cá lóc quý ơi. Ôi chị Ly nó càng cá bự kìa quý ơi. Bỏ vô rồi, nó xúc cho nó sạch cái nó thả vô. Ôi má ơi, cá về mình nghiêng bắt con được nó ta. Trời nó vô tới ruộng luôn rồi. Trời ơi. Cá lóc. Ôi cá lóc con. Đâu. Nè. Cá lóc cứng. Đó. Ừ. À. Quá chừng luôn, trời ơi. Trời ơi. Thôi đừng nay mình bắt cá luôn, thả ốc đi. Thả vô. Thả tua đi chị Ly. Thả vô đây nó ăn á, thôi lú người ta hết à. Mình vớt cái là có, bà mình vớt cái là có, không ít thì nhiều. Mình vớt cái là có, không ít thì nhiều. Đâu vớt cái là có không? Ủa, cái mày dẫn. Ôi. Đừng nhúc nhích. Từ từ thôi, coi kìa. Nó ra, cái mày dẫn. Chị Ly bắt cái cá gì bự hay gì á. Để mình sàn lại. Wow, cá phi không? Ở đây sao tàn cá phi không nha Ly? Cá phi ruộng mà. Không phải con cá này thì dễ kiếm nè. Cá này là khó kiếm lắm. Trời ơi, chị Ly bắt gì với em chứ trời. Quý đãi gì đãi vàng vậy đó.
hồi dớt cái quá là tăng câu luôn á. Rồi chị Ly mò dính nữa kìa. Đừng quý, đừng quý. Chích 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 rồi. Ôi ôi. Rồi. Mò đi quý ơi. Kìa, con cá bự kìa. Ủa đứa có cái. Ơi, cái mày giảnh. Ê cái. Cá phi. Cá phi. Cá phi. Thôi. Chị quý chị gà thiệt luôn. Kêu thả thả cua đi. Đừng thả cua đi. Hồi qua bên kia mình xúc. Con gì á? Cái rô phi. Quá rồi. Trời ơi, chị bóc cái dính, bóc cái dính kìa. Chị hứng cái rổ ngay chỗ này, chỗ này nè. Hứng cái rổ ngay chỗ này. Nè 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 nè. Mì hả? Thôi, này mình tha ốc đi. Ba con. Quá trời, quá đất. Hồi nãy em thấy chỗ này nó nhảy quá chừng mà. Chịu phí chị xúc cái vô mấy con rồi chị Ly. Nữa hả? Như bữa nay nó lội xuống được, nó cũng tức dữ. Nay cái giò đeo. Cậu dính được ba con. Con cá rô. Con cá phi. Con cá sạc. Con chịu có đất không chị? Nó rồi vậy. Chị quý giờ chị nói chậm lắm. Chị nó nhanh nhanh bị liệu. Thôi ôi con cá bự dưới ta. Ở trên trở nước nó cạn quý vị. Cái nó rút xước xuống đây là cá nó dồn xuống nè. Cá gì chị, chắc cá bự à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, mò đâu lại dính nữa. Có nhiêu đi mò hoài không hết luôn không? Chị Ly, ở ngoài đây nó giải bạch bạch luôn á chị Ly. Ở cây chủ cái vũng nước ngoài đây mà này có vẻ hơi sâu á. Đi để cho nó ăn cây đi. Trời ơi, chú quý chú xúc vô cái mấy con luôn. Không ra ngoài rồi. Cái rổ có chút xíu gì mà xúc được luôn cái ghê chứ. Ô, cá rô hả? Cái vũng này hen, nhiều khi có cá lóc nữa chị Ly. Cá bự hay gì Ly? Cá gì ạ? À? Đừng để xảy cái Ly. Xảy hả? Chị quần quần hồi nó cũng bắt được đó. Cá rô phi, cá lóc cẩn, cá sặc, cá tùm lum nè. Chích 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 cái này đem về nuôi. Được rồi chị Quý ơi. Bây giờ chị hăng rồi, chị lội, chị xúc hoài chứ chịu lên nè. Giờ mình đi dỡ lưới kìa. Đi, chị lo cái gì ơi. Rồi lên lên đi đi chị Quý ơi. Thôi con mẹ hăng nè, mẹ xúc miết nè. Bắt cá cạn xong rồi bây giờ xuống dỡ lưới quý vị. Xuống, bước xuống đi chị Quý, về tới em. Vui quá.
dở hay em dở? Ai dở cũng được. Ai dở cũng dở được. Hai mình dở đi. Chị dở đi em chào xuồng cho. Ừ đúng rồi, chị Ly biết chào xuồng. Chị dở đi em. Bây giờ bắt đầu gỡ lưới. Thu hoạch. Nếu mà lưới này không có thì cũng còn lời bắt cá bắt cạn. Bắt cá cạn dưới cây hả chị? Này nó nhẫn đít hết rồi Ly ơi. Vì nó lâu hả, con cá mà lâu quá là nó chết. Ồ vậy là nó mắc vô đó là nó chết á hả chị? Nó là lâu quá vậy, nãy giờ mình bắt lâu lắm á. Ừ, tại mấy chị sung quá mà. Bắt hoài không chịu lên. Cá sặc nó là vậy, nó mắc lưới là nó chết rồi. Nên mình phải thôi. Ôi chị Ly, bữa nào mình xuống đây bắt cá cạn lần nữa được không? Được, bình thường. Mà ruộng người ta cho mình bắt không? Đâu, có làm gì đâu không. Bắt cá, đây là cao thủ bắt cá, bắt tép, bắt mọi thứ, cái gì cũng bắt. Có rắn là không bắt. Ừ, có rắn là không bắt, rắn là mình đó quý vị, chị không có bắt mình. Chị Ly. Cá sặc. Ôi, con cá này nó có đi chữ nè. Sao chị? Nó nói chữ O. Con cá hả? Không tắt quá, con cá nói chữ O. Lâu quá mà. Nhúng nước cho nó trơn. Đúng rồi. Đó, chị gỡ bên trái cho em. Chị gỡ bên phải. Rồi. Ngồi cái nó. Con rứt cái đầu con cá luôn à. Mày gỡ luôn đi. Không, tại một lần chị nói em. Đó là đồ con cái gì đây? Cá mè. Trời ơi, cái này cá gì? Cá mè còn sống. Cá mè gẫn. Ồ. À, chị lặn vậy họ cái nó gói nồi cái chị mới được chị gỡ luôn. Chị gỡ bên trái cho em. Trời ơi, gì đã quá ta ơi. Đó, tủm. Nữa bây giờ trời ơi, nhanh chị coi chừng cái tụt. Kéo vô đây để nó nhảy xong sao. Nó nhấp luôn. Trời ơi, chết hả, nhóc hả. Ủa nhóc hả. Này giống cá linh chứ hả? Cá phi, cá mè ăn cá y như cá nãy mà. Còn nữa hả? Còn không? Cái cây với chị. Với một nguồn cây rồi. Ôi, con cá kìa quý vị ơi. Con cá của tôi. Đâu này? Không, cá này bên đây có chịu quý vị. Ôi, cá sặc nó bị mồm chứ o, nó lại chết ngắt rồi. Cá sặc nó dướng mà nó chết hả? Dạ, nó nhanh, nếu mà chậm là nó chết hả chị? Còn... Bởi chị ba chị chửi với nó. Nó nói chữ o nè. Để nó văng rồi nó chưa gỡ, trời ơi. Đâu gỡ rác ra. Đỡ quá thôi. Tà của tôi quý vị ơi. Cá sặc. Cá rô. Cá sặc cá rô, cá lồng cong xeo. Cá rô thì không chết, nhưng mà cá sặc là chết hả? Ôi mê quá. Chị lặn, chị cạm. Ờ đúng rồi, chị lặn nha, lặn ra. Phụ mê. Cá rô mà nó vô cũng quýnh chết luôn. Cá rô đó là của tôi. Cái o tiếp nữa nè quý vị ơi. Cá sặc công nhận nó dễ chết quá ha. Cái nước cạn á, nước đầy không có, nhưng mà nước cạn nước có. Dạ hả chị? Này là nước cạn phải không? Nước này nước đang cạn. Chị gì? Chị hồi nãy chị nói bữa chị văng dính cái mương mà văng không có á. Có văng cá phi một cạn. Ừ. Ủa nữa kìa. Chị o tiếp. Đã quá. Có cái gì chị Ly? Cái mà giảm. Hay quá mấy bác ơi. Ôi coi chừng nha chị Quý. Chị móc ra hen nó nhảy xong rồi xong luôn. Trộn dưới luôn. Chị Ly á, bớt cho lọt xà lan nó về luôn. Bỏ cái hét. Trời ơi, cá đã thấy ghê không. Cứ từ từ, cứ từ từ. Ôi dạ. Mà chị bơi ghen vậy em đã biết nhiều không. Đẻ lại cái cây. Thôi nào giờ chứ chưa bơi mà. Biết chống luôn. Ô con cá gì á? Con cá cho. Mới mốt con cá sặc mình sẽ kêu con cá chữ O nha quý vị. Đó. Trời ơi, thấy thương nha. Nó nói nha. Nó lên đồ. Ơi nô, cái miệng nó chó luôn à. Mấy cái người mà ở đây cứ vài ngày cái người ta hay đi vớt cá này là tội gì con. Vớt mắc cạn hả chị hay là cá này? Vớt cá mắc cạn á. Dạ hả? Về kho với chép mỡ. Trời ơi. Cái chít gì đâu có mặn hả? Không, để về cái trà xong. Trà bỏ vô lưới trà. Nó sạch bóng à. Dạ. Không dơ đâu. Bữa nào mình làm vậy đi chị Ly. Làm vậy về làm ăn luôn. Cái về mình kho với chép mỡ á. Trời ơi. Ngon. Rau ha. Ê, bữa nào chị rảnh đi chị Ly. Chị hú em xuống nữa. Được chứ má. Một cả xô luôn á. Bắt cá mắc cạn nhóc luôn chị ơi. Em bắt cá mắc cạn luôn. Ôi đây nè, cá sặc hả? Cá chưa? Cá chưa. Hay con.
Văn lưới giống mà. Văn lưới cũng có mà cá mắc cạn luôn nữa, mà cá mắc cạn nó nhỏ nhỏ không chị? Cá mắc cạn là nó vậy. Ủa cái đó kho tắt mở đấy chị. Con nãy chị đâu chưa nhà? Quên. Chị Ly ơi, em nghe chị Ly rớt cái gãy răng luôn á. Thò cẩn thận nha. Dạ. Nó chọt vừa khô rớt xuống sông. Nó sụn cha mẹ ơi. Bùm. Nè coi chị Ly chỉ chọt à. Bùm. Ủa vô đất hả? Hết chị Ly già. Chị Ly già rồi. Cái cù nhỏ không đưa lên cù bự. Ú. Chị Ly hết gân rồi. Chị Ly bứt gân rồi. Yeah, come on baby. Oh my God. Thôi được rồi. Thôi còn hai trái chọt luôn đi. Không được. Cái đó cứng đi hả chị? Lượm luôn vậy. Rồi lượm mới ra. Chưa. Trời ơi bà Ly vẫn ngoan cố. Lượm gì đi. Ôi chị Ly ơi, nguyên cái xà lan. Nguyên cái xà lan. Đó. Chỉ không những bơi được bằng tay mà có thể bơi bằng chân nữa chị. Đó. Thằng heo tay kia đi. Đâu. Thục tha nhóc kìa. Trời ơi. Wow. Cái heo. Ơi chị Ly ơi chết em chị Ly ơi, chị Ly giết em à. Trời ơi. Mày ngon mẹ đó, mày ngon tao cũng ngon. Trời ơi nhóc luôn. Chưa như để mở đây. Dạ dạ dạ. Cứ từ từ quý vị ơi. Quá trời cá luôn quý vị ơi. Ủa hồi nãy cái gì nào ạ? À? Chị hai là chị của chị ba. Còn anh thứ tư. À. Dòng họ của chị Ly không á hả? Hả? Dòng họ chị Ly không á hả? Ờ. À. Dòng họ chị Ly bắt ai bắt cá người. Chị Lâm với đây nè, nhỏ Sài Gòn. Dạ. Nhỏ chị Quý biết không chị Quý? Thế nào Facebook quá? Ờ nhỏ anh đang Facebook mà. Mà chị Quý biết không? Biết. Đâu phải ai chị Quý không biết, chị Quý đâu phải thổ địa đâu. Biết chứ, chị Quý biết nhỏ đó mà. Ây dạ. Đó quý vị thưởng thức cái nùi cá kế tiếp nha quý vị. Đó. Chị Quý chị để lên giò chứ luôn nè. Đó. Mà sao cá này nó nhỏ nhỏ không chị Ly? Chú em con. Trời ơi, cái em đúng à. Không? Đúng đẹp rồi, con nhóc luôn rồi nè. Đó. Mai con chú nhanh. Tới đâu đó lại. Em nhăn tới hết lưới rồi. Tới ngay chú. Không, con không có nhăn. Đưa đây, khúc đưa kia. Tới ngay mấy ruộng đó. Đó. Đã thiệt chứ. Banh cái lưới ra thì nó cái đầu nó kéo cho nó dễ. Banh ra. Banh ra. Banh cái nào? Banh cái lưới. Con năm đó banh cái đầu nó chung lên, cái nào mà nắm cái đó, nắm cái đầu đó cái đó đây nè, đây nè. À, đó. Đó, hồi quý để trên cái đùi quý á, để lên về lên đi, gỡ cho nó dễ. Đưa ra đi, giờ nó khó gỡ. Đó. Mày giúp gỡ, mày không gỡ, mày gỡ. Con trống giòn. Nè chị quý, ý nè, chị cầm chị nặng lên nhận đúng như nè. Hồi nãy, y như nãy chị nặng vậy đó. Ôi, tưởng dính con cá, vậy không phải quý vị ơi. Đây, con cá rô chà bá luôn nè quý vị ơi. Coi chị Ly gỡ nè, chị quý học hửi nè, người ta nặng ra. Thấy cá rô chưa? Thấy. Ồ. Oh. Còn nữa không? Đó bây giờ nè, chị Quý kéo lên có cá chiền ra sau lưng cho chị Ly gỡ. Chị Quý gỡ lâu quá. Trời ơi sao nó nhiều. Ui con cá chạch. Con đó đặng đi cho cua luôn trời. Ô oh, cá nè. Cá chạch. Bé Ly. Bé que bé càng đó chị, bé đi chị. Chị Ly nhào vô đi chị Quý tới mốt. Ôi chúng ta là xếp là bài si chị Ly gỡ đi. Hay là bãi đi. Đi để lấy cái con này anh Hùng Hiên ngang quá. Anh Hùng Hiên ngang. Rồi gỡ cá sạch. Quá đã luôn. Không cái này cá phi. Phải không? Cá phi. Trời ơi gỡ nguyên cua luôn. Ừ. Hay quá kìa sẵn gỡ mấy cá phi luôn đi. Tha mày ha. Tha cua đi quá này không bắt cua. Mấy cá bắt cá thôi. Chị để như vậy sao hả? Nó rối. Đây đỡ cá đi. Hay lắm. Thế chị Ly chỉ gỡ nằm một con nhạt. Mình phải học nhiều. Đúng rồi. Ở con Quy nó mừng rồi. Ủa.
đó. Ở trên đây con nè. Đó. Cái này cá mè hả? Trời ơi, cái chặt nữa nè, nhóc luôn anh em ơi. Dạ. Ôi, ở dưới cái loại bỉnh bỉnh kìa. Để chị Ly chị gỡ xong rồi là ấy đó thôi. Rồi nãy giờ mình không làm về cho đỡ mất thời gian hết chị Quy. Đó đây nè. Đó, trời ơi bên kia nữa quý vị ơi. Đó, trời ơi thấy ham thiệt chứ. Dính cá xong mà thấy ham gì kìa. Trời ơi đó nữa, nhắc luôn bà con ơi. Đây nè, này, cá này là của tôi nè. Cá này là của tôi chị Ly. Nó bỉnh. Trời ơi kìa. Trời ơi dưới nữa. Trời ơi. Trong đây hả chị? Dính tôi cái nón. Trời dính cái nón chị Quy luôn. Thấy ham thì chứ. Trời ơi cá nè. Cá chặt. Kêu chị Ly bằng 5 giây hả? Con cá sặc kìa. Kéo tiếp trên chị Quy. Kéo lên. Được chưa chị? Ủa chị Quy chơi. Ủa chị Quy chơi. Quay. Cái này vàng, em không biết gỡ. Trời ơi, nó chết đi vậy? Chết đi sống. Vậy hết. Đây chị Ly, chị gỡ con cá bự nhất cho chị Ly. Dạ, cũng được gì. Nó còn sống không chị Ly? Chết hả? Một con cá dưới kia nữa kìa. Chưa gỡ xong kìa. Con nào sống thì thải mương, con nào chết thì mình ăn quý vị. Đó, mình ăn cá chết nha. Ôi, ôi, một nồi kìa chứ đi. Trời ơi. Thấy em không? Nó dính chùm nè. Ba con. Thải mương. Cái gì thải mương bà? Ê, đi đi. Trời ơi, chùm đi nữa nè. Nhìn xong nhìn không kịp luôn à. Trời ơi nhóc luôn. Ê rỡ lại. Con đó nó vô rồi. Ôi thấy ham được chứ. Ở bên kia kìa. Thôi Ly chạy không được vậy, vậy không được vậy. Đó Ly gỡ cá đi Ly. Chị làm không ai vậy cái nó giải cái nó rối thêm nữa. Em không thể làm được. Nhìn kia. Đó, gỡ xong không kịp luôn à. Ui hà, cái gì nhất hà. Ham thì chứ. Mình văn hồi lấy đây lên rồi đó. Mình văn hồi 3 giờ mấy bạn, mình gỡ tới bây giờ không biết là mấy giờ nữa. Thì nó quá hết. Cá ký á. Mình văn xong tự nhiên mình sâu qua mình bắt cá mắc cạn. Giờ mới gỡ cho nên nó hơi trễ một chút. Cá sặc thì nó chết. Bye. Dạ. Chưa tới. Ồ cá chữ O ơi. Ngồi đây gỡ luôn. Ngồi luôn gỡ luôn, gỡ được gỡ luôn đi. Còn con cá chặt à, đó. Ôi ôi. Dạ. Mình kêu một nồi của gì ơi. Góc là nhiều à. Chị nấu quá không sai mà. Ui. Gì chị? Từ từ để cái này cho chị. Cá luôn nha. Trời ơi. Cá chậu con luôn á. Nè Ly ơi. Chị. Kéo qua đây đi, kéo qua đây đi. Trời ơi, con này. Trời ơi. Lỗ nào? Đó, ừ. Vậy mai lên tận danh. Chị Ly quá trời đó. Bên kia kìa. Rồi ôi, con cá này là của tôi. Đâu kéo đây chị Quý ơi. Coi cây nè, đó. Trời ơi. Chết luôn quá chừng luôn rồi trời. Đi làm kìa bà. Trời ơi, rối tay luôn rồi. Trời ơi. Chị gỡ đi. Trời ơi. Cá rồi nè. Chạy lên nghe. Chị đây gỡ nha. Ừ. Nè gỡ đi. Trời ơi, quá chừng nè. Làm gian khúc trên đó chị. Là khúc hồi nãy phải không?
quá chừng luôn. Tại cá nhiều quá gỡ lâu không gì, tới chiều chưa xong nè. Giờ tới chiều rồi đó. Giờ là chiều rồi đó, chính xác là chiều dạng dạng luôn rồi đó. Cá mè dẫn. Con cá này là cá nhiều xương phải không Vui? Ừ. À, cá này là mình xay ra, mình giò bột á, mình dắt mình chiên á. Chiên mình ăn với cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm. Ok. Chị cứ từ từ chị gỡ đi, chị gỡ tới tối cũng xong à. Nhưng mà biết nó, tại con gà này nó tấm nhưng mà chân cột, chân nhỏ là mỗi con nào chân to hơn bự. Cười cái cây. Đâu cười cái cây. Ai chia nắm vậy nè, lần con cái. Cái con này bùm bùm bùm. Trời ơi. Trời ơi, tôi rổ cá luôn. Cái cá này, thôi cá nhỏ của chị Quý. Thôi vô cái nè. Chị Ly, cái này mình tính là cá sống thì mình thả mình nuôi, ai về nó chết rồi chị. Còn sống hả? Không có mấy con. Cá nhỏ thì thả nuôi đi. Còn cá bự thì chị ấy mà kho tiêu mà tới mở như nãy chị nói chị Ly. Đó, cá sống lựa ra đi chị. Mình đem xuống sông mình để con nào sống rồi đấy chị. Trời ơi. Đậu ghê. Tại rồi luôn. Nó không thấy còn thở mà chị. Nè. Đâu chị hô hấp nhân tạo nữa đi. Hẹn có rô nè chị. Ngày mai chị đi có làm gì nữa không? Không làm mai xuống nữa. Mai đi bắt gà. À, vậy chừng nào chị rảnh này chị cứ kêu ha. Mà không thả cái này vô nó ăn mấy cá con sao? Cá lóc hả? Cá lóc tửng. Không, cá lóc tửng không ăn đâu. Ôi đã thấy ghê không? Này ký mấy, chị ký mấy luôn hả chị Ly? Ký rưỡi. Ôi ôi, công nhận. Tụi mình vô địch, ủng cá rô bự kìa. Trời ơi. Mấy cá rô này mặn gì? Ồ, cá rô. Đúng rồi, đúng rồi. Cá rô nè. Ồ, mai chuối. Phóng lên cá rô cho báo gì. Đừng coi cho chú ý. Hồi ôi, cá rô. Hồi ôi, cá rô là của tôi. Chạy khỏi tầm tay tôi rồi. Bắt cái trê nè, cái trê vàng nè. Cái trê của chị Ly. Đó. Cái trê chết rồi. Chết hả? Ừ. Cá bay còn sống mà chị, không nhóc mà. Em thì chết. Rồi có rô rồi nè chị. Tí tí nhóc rồi, nó còn sống nè. Ngon ghê không. Bữa cái ê chị Ly, bữa nay mình lấy nhiều hơn lần trước em văng á, mình văng bên đây đúng không? Đúng rồi.